16. Amin đam mê với thế giới bên ngoài bức tường. Cậu ta mong muốn khám phá tất cả, dù việc ra bên ngoài bức tường là phạm pháp. Cậu đã tìm và nghiên cứu một cuốn sách ngoài vòng pháp luật nói về thế giới bên ngoài của ông nội mình. Những thứ cậu nói ra mồm đều được bạn bè đồng trang lứa xem như là kẻ dị giáo và đấm cậu túi con bà bụi luôn. Thử mồm điêu.